Phật dạy cho các đệ tử, trước tiên phải xa lìa. Cho nên Phật giảng ngũ giới. Quý vị không thể không xa lìa. Nếu không xa lìa thì quả báo rất đáng sợ. Quả báo sợ cảm là tam đồ địa ngục. Tam đồ là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong lục đạo có ba đạo này. Ba đạo này là khổ. Đọa vào ba đạo này thì rất dễ. Muốn ra khỏi ba đạo này thì rất khó. Họ đã tạo ác nghiệp trong đời quá khứ, phải chịu thọ báo hết trong ba đạo này thì họ mới có thể ra được. Giống như người phạm tội ở trong tù, vậy nhất định phải đúng kỳ hạn thì họ mới có thể ra được. Một tù của thế gian không thể sánh bằng với tam ác đạo này. Họ ở trong đó chịu tội. Sau khi chịu tội xong, họ được ra ngoài. Lúc được ra ngoài, bởi vì còn có dư báo, cho nên họ đầu thai làm người nghèo nàn hèn hạ. Họ suốt đời phải chịu dày vò, cuộc sống rất khổ sở, vả lại còn phải trả nợ, còn phải trả mạng. Vì trong đời quá khứ họ đã giết hại những chúng sanh đó, bất luận là cố ý hay vô ý. Những chúng sanh đó đến trả thù vì trong đời quá khứ họ đã dùng thủ đoạn gian trá lừa dối người, lần này gặp phải thì phải trả nợ. Quý vị phải biết rõ điều này. Phải làm sao đây? Thiếu mạng thì trả mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cho nên từ nhân quả ba đời mà nói, con người suốt một đời có chiếm được sự lợi ích của người khác hay không? Không chiếm được. Có thiệt thòi hay không? Không có. Ngày nay chúng ta đã bị người ta lừa gạt, đã tổn thất tài vật, thì quý vị nghĩ đến, vì trong đời quá khứ ta đã lừa gạt họ, nay trong đời này ta phải trả họ thì hết nợ. Nếu ta không có lừa gạt họ, đời sau họ phải trả ta. Cho nên khi quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi thì tâm của quý vị đã bình. Cho nên cổ đức có nói, thiệt thòi là phước. Tâm bình khí hòa, là đã trả hết nợ trong đời quá khứ đã thiếu. Cho nên trong tâm vô cùng hoan hỷ. Ta không thiếu họ, nếu họ thiếu ta, đời sau họ trả ta, hoan hỷ mà trả ta. Ta sống cuộc sống mãi mãi, tâm địa thanh tịnh thì gọi là có phước đức. Xin xem hai câu sau cùng. Thọ mạng trung tận, chư ác nhiễu quy. Lúc thọ mạng đã hết, tức là vận mạng của quý vị đã đến chỗ cuối cùng, thì lúc đó quang thân trái trụ thấy điều hiện đến, thấy điều đến đòi nợ. Cho nên chúng tôi ở trong bệnh viện nhìn thấy, tôi có một người bạn học đã qua đời nhiều năm. Lúc ông ta vào tuổi trung niên, đã từng làm viện trưởng bệnh viện Vinh Dân ở Thạch Bài, Đài Bắc. Chúng tôi là bạn học cùng lớp. Ông ta nói với tôi rằng, thật là có ma.
Những người trong bệnh viện đều tin có ma. Trong phòng bệnh có người nhìn thấy quỷ vô thường đứng trước cửa, chỉ cần có người nhìn thấy thì người bệnh trong phòng đó trong 3 ngày thì họ sẽ ra đi. Các bác sĩ và y tá cũng thường nhìn thấy. Cho nên ông ta nói với tôi, ông rất tin chuyện này có thật. Chúng ta là những người học Phật, niệm Phật, đến bệnh viện vì sao không nhìn thấy ma quỷ? Vì thân có ánh sáng, khi ma quỷ nhìn thấy đều phải tránh né. Phàm là người nào nhìn thấy đều là vận khí của họ rất yếu. Những người nào mà vận khí mạnh thì ma quỷ sợ họ, sẽ tránh né họ. Đến khi nào vận khí của quý vị yếu thì thấy ma quỷ hiện ra. Lúc đó thì chúng sẽ gây rắc rối với quý vị. Chư ác tức là nói tam ác đạo. Cho nên đến lúc sắp mạng chung, thiếu mạng thì đến đòi mạng, thiếu nợ thì đến đòi tiền. Có những bệnh nhân lúc bệnh nặng trầm, họ sẽ nói với người nhà ra đi, ta đã thấy người nào đó đứng ở trước cửa. Điều này chúng tôi cũng thường nhìn thấy. Đó là gì? Đó là họ thật nhìn thấy, không phải giả. Trong kinh Địa Tạng có nói rõ, họ nhìn thấy những người thân nhân quyến thuộc đều đã qua đời. Có phải thật hay không? Không phải thật. Trong kinh Địa Tạng có nói, không phải thật, đó là quan thân trái chủ của họ biến ra người thân nhân quyến thuộc của họ để dụ dỗ họ. Nếu họ nhìn thấy là quan thân trái chủ thì họ không bao giờ theo chúng. Khi họ nhìn thấy là thân nhân quyến thuộc thì họ liền đi theo chúng. Sau khi đi theo chúng rồi, mặt mũi của chúng vừa biến thì chúng thanh toán quý vị. Đến lúc đó quý vị hối hận cũng không kịp. Những chuyện này đều là sự thật, không phải giả. Cho nên người niệm Phật phải đem sự tu học của mình, bố thí công đức, hồi hướng cho quan thân trái chủ. Tại vì sao? Vì trong vô lượng đời đời kiếp kiếp đến nay, chúng ta đã kết oán thù với rất nhiều tất cả chúng sanh, có ý hay vô ý. Những chúng sanh đó bao gồm cả súc sanh như côn trùng mũi kiến, chúng ta có ý giúp chúng. Lúc chúng ta còn nhỏ không biết, bắt được những động vật nhỏ để làm đồ chơi, chơi đùa cho đến chết, đó là có ý. Còn vô ý giết hại thì rất nhiều. Bất luận là có ý hay vô ý, đến lúc quý vị sắp mạng chung thì chúng hiện đến trả thù. Trong phần trước tôi đã trình bày với quý vị, tôi có một người đồng tu xuất gia là Pháp Sư Quảng Hóa. Lúc Pháp Sư cuối đời đã bị tàn phế, đó là báo ứng. Pháp Sư học giới luật, nghiêm trì giới luật, suốt đời mở lớp giảng dạy trong Phật học viện. Pháp Sư là một vị chân tu, phải chịu quả báo này. Pháp Sư nói với tôi rằng, đó là nghiệp nhân. Khi ông chưa xuất ra, còn là một quân nhân, phục vụ trong quân nhu, trong tay có tiền. Ông trông coi về tài chính, cho nên dùng tiền rất dễ dàng, mỗi ngày giết ăn một con gà. Suốt 3 năm như vậy, có lẽ đã ăn hết 1.000 con gà. Đây là có ý giết, không phải vô ý. Sau khi ông xuất gia, có một ngày ông đang tắm, trong phòng tắm đột nhiên nhìn thấy trong phòng tắm đều là gà bay nhảy tứ tung, thì ông tránh né nhưng bị té một cái,
thì gãy chân, ông tàn phế. Cho nên ông nói với tôi rằng đây là đám gà đó đến trả thù, tội nặng báo nhẹ. Lúc ông qua đời cũng rất thống khổ. Cho nên tạo sát nghiệp này rất nặng, suốt đời thật sự tu hành cũng không có biện pháp chuyển nghiệp. Quan thân trái chủ họ không có tha cho quý vị. Cho nên cần phải hết lòng làm đại công đức, hồi hướng cho họ. Khi họ được sự lợi ích thì họ mới tha cho quý vị. Chúng ta tự mình không hiểu rõ chân tướng sự thật, mỗi ngày quý vị ăn thịt. Cho nên Phật khuyên mọi người, nếu nhịn không được thì khuyên mọi người ăn tam tịnh nhục. Có nghĩa là không phải vì quý vị giết, quý vị không nghe tiếng của nó lúc chết lúc bị giết. Cũng không thấy nó bị giết thì có thể ăn loại thịt này. Đây là nói xa một chút. Thật tại mà nói, trong thị trường hiện nay, mỗi ngày giết súc vật, vì ai giết vẫn là vì những người ăn thịt mà giết. Nếu quý vị không ăn thì họ không giết. Cho nên vào thời xưa, ở Đại lục Trung Quốc, có nhiều người làm nghề giết heo. Trong một thôn trang, khoảng một tháng mới giết heo một lần, người mua thịt mới ăn được một lần, cho nên rất ít sát sanh. Thế nhưng những người giết heo, họ cũng lo sợ. Lúc họ giết heo thì họ nói vào lỗ tai của nó rằng, này heo à, xin ngươi đừng trách ta. Họ không ăn thì ta không giết, ngươi hãy đòi nợ những người ăn đi. Những người giết heo đó, họ đẩy hết trách nhiệm cho những người ăn thịt. Ngươi hãy đòi nợ những người ăn đi. Họ nói xong, và sau đó họ mới giết chết nó. Quý vị nghĩ xem, họ đã kết oán thù sâu như vậy. Hôm nay thì giờ đã hết. Chúng ta chỉ học tập.